Ta làm ai si cả một anh đi. Tôi ở ngoài ô một căn nhà tranh có hoa thơm trái ngọt, gần kề lối xóm có cô bạn thân, sớm hôm ló xanh đèn hai đứa chưa ương hẹn lấy một cầu, chưa nghĩ đến mai sau. Những đêm thức giấc ngơ ngàng, nghe lòng thương nhớ, biết lòng mình mơ. Chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình trở lại và mình lại tiếp tục với cái chương trình, đó là chương trình mà mạch khử xung phát. Bởi vì là mình có nói là như thế này này, mình không giấu giếm. Tuy nhiên thì các bạn phải xem từ đầu đến, nói chung là phải xem hết video thì các bạn mới hiểu được, kể cả là tập 1 hay là tập 2 gì đấy thì các bạn cũng phải xem hết thì các bạn mới hiểu được, nếu không các bạn sẽ không làm được. Thứ hai nữa là sẽ trả giá khá nhiều phép. Thứ ba nữa là video của mình là đôi khi mình sẽ edit rất là nhanh, bởi vì mình muốn tạo một cái gì đó cho nó thêm hấp dẫn. Nhưng mà cho dù mình có cắt ghép như thế nào thì bao giờ mình cũng đưa một cái hình ảnh lên rất là không thiếu một cái gì, gọi là chỉ có nhanh thôi chứ không phải là không đầy đủ, cực kỳ là đầy đủ luôn. Trước tiên thì mình nói là nói sơ qua như sau, cái mạch này nó sẽ là tác dụng của nó là khử xung phát, tức là một cái bình ắt quy khi các bạn dùng lâu nó bị yếu kém thì tức là nó đã bị cái bản mạch của ắt quy đã bị một lớp xung phát, cho nên mức độ tích điện của nó là kém đi. Để làm sao khử được cái phun xung phát đó thì lại sinh ra một cái mạch điện rất là đơn giản, chỉ mất có mười mấy nghìn thôi. Nếu mà tính sơ thì là một con MOSFET thì nếu mà các bạn có kiếm được thì là không mất tiền, nhưng mà không kiếm được thì đi mua 10.000 con, hơn 10.000 con tùy. Với lại cái gì nữa, một con NE555 mấy nghìn, 6, 7, 8 nghìn gì đấy. Còn tất cả những cái khác như là điện trở thứ thì mình các bạn lại kiếm được. Tuy nhiên thì cái mạch này sẽ còn có nhiều cái bản nâng cấp, nếu như thích thì mình sẽ nâng cấp nhiều cái bản hay hơn nữa. Ví dụ như là nâng nó lên công suất cao hơn, hay là làm một cái mạch nó miễn phí hơn nữa, phục hồi mạnh mẽ hơn nữa. Thì tất nhiên đang còn ở phía sau, nhưng cái mạch này thì sau khi mình cân chỉnh thì nó đã hoạt động là khá là tốt rồi. Vì thế các bạn chỉ thay đổi có hai điều thôi. Lắp cái, nói đúng ra là bốn điều nhưng mà chỉ thay hai điều duy nhất, đó là một con điện trở từ chân số 7 xuống chân số 6. Hôm trước là con điện trở đó bây giờ 100k, bây giờ các bạn thay con điện trở đó thành hai con điện trở 260 đến 280k, 280k. Thêm một con diode nữa từ chân 7 đến chân 6. Một con diode ở trong chấn lưu điện tử hay là vượt muỗi 1N4007. Nhưng mà diode ở trong vượt muỗi thì là cái loại đều nhất có thể đấy, bởi vì đó là cái loại vượt muỗi của Trung Quốc, linh kiện là cực kỳ đều. Các bạn chỉ thay đổi có hai điều như vậy thôi. Và bóng led để làm đèn báo thì ở đây thay đổi thêm một điều thứ ba, đó là các bạn sử dụng điện trở 2,2K nối với con bóng led và đấu sang bên phải của sơ đồ giống như trên hình. Bởi vì nếu như hôm trước dùng điện trở 1K thì nó quá sáng và mình nhận thấy là rất là chói mắt, khó chịu lắm. Còn thêm một con điện trở 560, bạn đổi thành hai điện trở 220 ohm và thêm một con điện trở phía trên đầu vào
220 ohm mà. Tất cả những thay đổi đó chỉ có thế thôi, và ở đây kể cả các bạn không cần một cái loa jack để thử cũng được. Bởi vì loa jack để thử để thông báo là nó đã hoạt động khi các bạn cắm vào đầu hai đầu của diode. Nhưng mà nếu về đêm khuya khoắt vắng lặng thì các bạn vẫn nghe được âm thanh của nó rì rì đang rít lên giữa đêm khuya nếu các bạn thính tai. Còn ở đây thì quay camera thì có lẽ là các bạn sẽ không nghe thấy. Và mình đang phục hồi cái bình này, nhưng mà có vẻ như là cái bình này là cái bình bị quá nặng. Các bạn nhìn nó phồng lên như vậy rồi thì phục hồi là khá khó. Nhưng mà sau khi mình cắm khoảng độ 20 phút thì nó cũng đã lên được từ 1,5 mà đã lên đến 8 V. Và sẽ còn nhiều cái thử nghiệm tiếp theo để mình sẽ làm video tiếp theo thông báo cho các bạn những cái kết quả tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, rất mong các bạn hãy động viên và ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ video của mình để cho kênh của mình phát triển tốt thêm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.